trong một sự kiện toàn quốc dành cho mẹ và bé diễn ra trên khắp Việt Nam. Để chào đón sự kiện ra mắt Pampers Baby Dry sơ sinh mới, chúng trang gấp 5 lần, mềm mại và khô thoáng hơn. Cái điểm Pampers mới được nhập khẩu từ Nhật Bản, có chất lỏng thấm rất là tốt, có vặt và chỉ nước tiểu cho bé. Mình rất là tin tưởng mình sẽ tiếp tục dùng Pampers. Pampers Baby Dry, sản phẩm đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.